Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái công dụng của quả mận nhé. Mùa này là mùa mận và mọi người hay gọi là mận Hà Nội, nhưng thực ra là mận ở Hà Nội không có, mà ở trên vùng miền núi phía Bắc Bắc hay người ta hay gọi là mận Hậu ấy. Mận này ăn rất là ngọt và ngon, và nó cũng có rất là nhiều công dụng, rất là nhiều vitamin và dưỡng chất quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Mặc dù ăn nó hơi nóng, nhưng chúng ta ăn một cách điều độ thì nó cung cấp rất là nhiều chất và ít chất béo, ít calo và giàu chất xơ. Mận Hậu là, hay là còn là cái mận miền Bắc này nè, thì nó ít chất béo, ít calo và nhiều chất xơ. Trung bình trong 100 g quả mận sẽ gồm những dưỡng chất như sau: như calo, nước, protein, chất béo, chất xơ, sắt, canxi, magie, kali, và lượng kali là 157 mg là nhiều nhất ạ. Chất béo rất là ít, 0,2 rồi ạ. Ngoài ra cái mận này còn chứa chất chống oxy hóa như vitamin C, A, K, đồng, mangan, phenol, flavonoids và những cái chất khác giúp tăng cường miễn dịch và phòng chống một số bệnh. Khi mà ăn mận thì nó sẽ có tác dụng sau: bởi vì rất là nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa nên nó có những lợi ích nổi bật như là giúp xương sắc khỏe này, thứ hai là giúp giảm cân này, thứ ba là tốt cho tim mạch này, thứ tư là chống táo bón này, thứ năm là tốt cho não bộ, thứ sáu là cải thiện thị lực. Mặc dù nó mang nhiều lợi ích như vậy, nhưng mà chúng ta nên lưu ý khi ăn ấy, nếu mà những người có vấn đề về tiêu hóa ấy, thì cho do có cái lượng axit cao trong quả mận ấy, có thể gây kích thích dạ dày, gây khó chịu, làm tăng nguy cơ trào ngược dạ dày ấy. Người bị dị ứng cũng vậy. Thế nên và những người dùng thuốc chống đông, người bị bệnh thận đấy, thì chúng ta sẽ lưu ý khi sử dụng trái cây này. Vì cái người bị bệnh thận đấy thì mận thì chứa lượng oxalat đấy đáng kể ấy. Vì vậy khi mà mắc bệnh thận thì chúng ta nên lưu ý không nên sử dụng quả mận này nhiều nhé. Nếu ăn thì chỉ ăn 1-2 quả cho đỡ cơn thèm thôi. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm nước mận ấy, thì mình làm rất là đơn giản thôi. Mình chỉ cần ngâm với đường ấy, cắt nhỏ ra ngâm với đường khoảng nửa ngày, sau đó mình lấy cái nước siro này và mình sẽ nấu lên và ngâm với đường. Thì như mình thì mình cứ 1 cân mận thì 600 g đường nhé. Và khi nấu sủi lên rồi chúng ta nọc lại và sau đó chúng ta vỡ hết những cái cặn này đi để nguội và cất vào ngăn mát tủ lạnh, và chúng ta có thể dùng cả năm trời nhé. Giờ mình sẽ dừng cái clip này đây ạ.